Những ngày này, trong khu vực cách ly y tế, người dân nơi đây đã dần thích ứng với cuộc sống cách ly. Không chỉ chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, mà còn hình thành những thói quen, nếp sống mới, bổ ích lành mạnh. Điều này cho thấy người dân đã ý thức cao, đồng lòng chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại các khu dân cư, đường phố rất ít người đi lại. Phần lớn người dân chấp hành việc không ra đường, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Ghi nhận tại một quán mì Quảng nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hải Bắc, đã đóng cửa. Chủ quán cho biết việc phong tỏa cách ly ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, nhưng nhận thức được tình hình dịch bệnh nên sẵn sàng tuân thủ theo mọi chủ trương của thành phố đưa ra. Đồng thời chia sẻ thêm, khoảng thời gian cách ly này khiến cho những thành viên trong gia đình có thêm thói quen mới là sinh hoạt an toàn với dịch, có thể quan tâm và sẻ chia nhau mọi việc trong gia đình. Trong giai đoạn cách ly xã hội này, trong gia đình là có cái điều kiện để gần gũi lẫn nhau các thành viên trong gia đình, để tâm tư, tạo sự đoàn kết nội bộ ở trong gia đình lẫn nhau. Và dần là cũng là thói quen về chấp hành về cái chính sách phòng chống dịch. Còn tại một gia đình khác nằm trên đường Thế Lữ, thời gian này, hai vợ chồng này thường làm việc online ở nhà, mỗi người một việc. Trước thì hầu như cả hai đi làm đến chiều, tối mịt mới về nhà, còn bây giờ có thể cùng ngồi tại phòng khách để làm việc. Đây cũng là những điều mới mẻ trong thời gian cách ly của gia đình, có dịp thấu hiểu hơn công việc của nhau. Bên cạnh đó, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi ở nhà đã trở thành nếp sinh hoạt của gia đình. Ngày đầu tiên thì cũng hoang mang, nhưng mà đến hôm nay thì cũng dần ổn định. Vì cũng nhờ có sự tư vấn của bí thư chi bộ, rồi tổ dân phố, rồi đến kỹ động viên tinh thần thì nói chung là cũng dần dần cũng quen. Việc cách ly y tế là điều không ai muốn xảy ra, nhưng trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này thì việc cách ly là hết sức cần thiết. Đồng thời cả hệ thống chính trị bên ngoài cũng đang gồng mình ngăn chặn dịch bệnh. Vì vậy, sự thấu hiểu, đồng lòng, chung tay cùng thành phố thực hiện nghiêm túc việc cách ly như gia đình ông Quang, bà Yến, cũng như nhiều hộ dân khác sẽ góp phần sớm ngăn chặn hoàn toàn dịch COVID-19, đưa thành phố sớm trở về trạng thái bình thường như trước đó.